Đồng chí Khánh Vân đang giữ gì ở trên tay vậy? Dạ, ngòi nổ mang về làm kỷ niệm ít trong vợ. Được. Để cậy móng tay nè. Để cậy móng tay nè. Được. Một buổi huấn luyện với rất nhiều cung bậc cảm xúc. Sự căng thẳng của các chiến sĩ mới khi đối mặt với tiếng nổ đầu tiên, những sợ hãi dồn nén, rồi cảm xúc vỡ òa khi hoàn thành nhiệm vụ, và những khoảnh khắc hài hước không thể nào quên. Nhưng quan trọng hơn, Nam Thư đã quay trở lại, để từ đây 6 cô gái lại sát cánh cùng nhau đón nhận những thử thách đang chờ ở phía trước. Trời ơi, cảm giác hạnh phúc quá. Lần đầu tiên chị được bắn súng thật á, ra đúng lúc thật. Nhưng mà ngày hôm nay mình phát hiện ra một chuyện là kiểu đồng chí Long kiểu trông rất là khó tính, rất là gay gắt với mọi người. Nhưng mà khi thực sự xảy ra chuyện á, thì đồng chí Long kiểu đúng như là lo hơn cả lo cho đứa con luôn ấy. Nhìn vào mắt đồng chí Long kiểu thấy á, cả người đồng chí Long cũng run lên bần bật luôn. Nên là mình cảm thấy rất là thương. Đồng chí Kỳ Duyên bận chạy mà vẫn nhìn được mắt đồng chí Long. Đồng chí Kỳ Duyên bận chạy mà vẫn nhìn được mắt đồng chí Long. Không, lúc sau quay về mà. Lúc sau có quay về. Sau khi quay lại là mặt đối mặt đúng không? Khẩu súng ở giữa. Có thể là chạy thi không bằng mũi trưởng, nhưng lúc đó chắc chắn là chạy nhanh hơn rồi. Không, nhưng mà bình thường ấy, A Long, đồng chí Long rất là kiểu rất là nhăn, rất là nhìn sợ ấy à. A lại làm cho em kiểu rớt nước mắt mấy lần nha. Nhưng mà lúc mà đi tập với đội khác á, đồng với lại chỉ huy trưởng khác á, xong em cứ A Long đâu rồi, không phải A Long hả? Không phải. Kiểu em giống như là tìm bố mà em mặc giờ là rất là nghiêm khắc ấy. Như là tìm bố mà em mặc giờ là rất là nghiêm khắc ấy. Cảm giác có niềm tin ở đó. Dạ đúng rồi, kiểu giống như là mất anh là mất đi mái nhà bảo vệ á. Kiểu giống như là mất anh là mất đi mái nhà bảo vệ á. Kiểu là hay mang lá mất, dù là anh đó là nghiêm khắc vậy. Quên hậu rồi, quên hậu rồi. Thôi vỗ tay thôi. Quên hậu rồi. Chị, trước khi bảo nó bảo em là mái nhà bảo vệ của nó. Bây giờ bảo đây rồi, nó bảo anh Long là mái nhà bảo vệ của nó. Họ không còn coi em là gì nữa. Không phải, cái này là nhà cấp 4 à. Cái này là nhà cấp 4 mà nó dột quá. Thôi, anh đây chưa, bây giờ anh là biệt thự của nó luôn rồi đây. Anh đây chưa, bây giờ anh là biệt thự của nó luôn rồi đây. Trước kia thì các đồng chí Hoàng Yến này, Diệu Nhi này, Thúy Hậu, Khánh Vân, rồi Kỳ Duyên và Nam Thư, các đồng chí ở mỗi người có thể nói là một môi trường riêng thì một ngôi nhà riêng. Ở đây các đồng chí gặp chúng tôi, những người trong môi trường này, trong quân đội các chúng ta là trong một mái nhà chung rồi. Khánh Vân có thấy hai đồng chí làm tốt không? Khánh Vân có thấy hai đồng chí làm tốt không? Dạ, rất tốt ạ, rất tự hào ạ. Khánh Vân, ra vị trí. Tay dạ, ráng lên nha. Dạ. Năm, chậm ạ. Đồng chí Vân, tay đau có thực hiện được nội dung không? Dạ, em sẽ cố gắng ạ. Chúng ta còn phải tham gia thi đấu và thực hiện rất nhiều nội dung tiếp theo. Dạ, được mà. Lên dây! Đơn vị các đồng chí cổ vũ! Cố lên! Đồng chí Vân chú ý, thôi tạm! Sao vậy ạ? Rớt giày rồi! Giờ em rộng quá, nhưng mà em chắc là nghĩ là
tại vì em làm không đúng động tác cho nên là giày em mới bị rớt, chứ còn nguyên giày cả đội em ạ rộng. Sau đây tôi tiến hành công bố kết quả phần hội thao như sau. Đội về nhất hôm nay là đội 1 của đồng chí Diệu Nhi. Cảm ơn cả đội của chúng ta đã rất cố gắng. Đội về nhì ngày hôm nay là đội 2 của đồng chí Thúy Hậu. Chúng ta vẫn là về nhì, mọi người ơi, ăn mừng. Phần thưởng của đội giành chiến thắng ngày hôm nay, phần thưởng để công bố sau. Đồng chí chưa nghĩ ra đúng không ạ? Hình phạt dành cho đội về nhì ngày hôm nay. Tôi vẫn không phục, có thể làm như thế nào? Hình phạt dành cho đội về nhì ngày hôm nay. Buổi đêm ngày hôm nay tổ 2 sẽ thực hiện nhiệm vụ gác đêm. Tôi xin lỗi ạ, tôi choáng quá. Phần thưởng dành cho đội chiến thắng buổi tối ngày hôm nay là gác đêm cùng đội 2. Là không phải gác đêm. Kết thúc nội dung. Em có ý kiến. Thế em ghét chung với Hậu. Tại vì Hậu sợ ma. Hậu sợ ma á. Có duyên rồi. Không thể vì sợ mà bỏ nhiệm vụ được. Game over. Cảm nhận của Khánh Vân khi quan sát hai đội thi đấu sôi nổi vừa rồi như thế nào? Dạ, cảm thấy rất là hổ thẹn vì không tham gia được vào cùng mọi người ạ. Đồng chí không cần phải cảm thấy hổ thẹn, là vì lý do sức khỏe cho nên là không thể tham gia được mà thôi. Nội dung khác đồng chí sẽ tham gia được. Đồng chí Nam Thư. Dạ có ạ. Đồng chí cảm nhận về phần thi của hai đội vừa rồi như thế nào? Tôi cảm thấy các đồng đội của tôi hết sức là nhiệt huyết và lăn xả trên thao trường ạ. Tôi cũng giống như Khánh Vân, cảm thấy rất là tiếc nuối khi không được tham gia. Và tôi cảm thấy rất ngứa tay ngứa chân ạ. Đồng chí Nam Thư và đồng chí Khánh Vân, trong thời gian tới thì chú ý giữ gìn sức khỏe, mau chóng hồi phục, sẽ được tham gia các cái nội dung tiếp theo cùng với đơn vị. Đồng chí rõ chưa? Rõ. Kết thúc nội dung huấn luyện, đơn vị còn vấn đề gì các đồng chí cho ý kiến. Qua quá trình học tập công tác ngày hôm nay có một số nội dung nhận xét như sau. Nhất là về điểm mạnh. Qua quá trình huấn luyện, các nội dung ở các đồng chí trong đơn vị, đặc biệt là các đồng chí chiến sĩ mới, đã chú ý quan sát, nắm chắc nội dung kỹ thuật động tác. Qua quá trình hội thao, kiểm tra, cơ bản các đồng chí thực hiện tốt các nội dung. Và trong huấn luyện, một số đồng chí mặc dù gặp chấn thương như đồng chí Khánh Vân, mặc dù tay đau, vẫn tham gia luyện tập kỹ thuật leo dây ngang. Đồng chí Nam Thư, chân bị chấn thương, vẫn tham gia huấn luyện nội dung leo sau đài. Tuy nhiên, nội vụ vệ sinh buổi sáng ngày hôm nay các đồng chí làm rất yếu, chăn xấu rất nhiều, phản bẩn rất nhiều. Quá trình huấn luyện các đồng chí chưa chú trọng đề cao về công tác bảo đảm an toàn, thì các đồng chí phải chú ý khắc phục về nội dung này. Qua cái ngày công tác thứ hai ngày hôm nay, các đồng chí có cái cảm nhận về cái nội dung này, về cái cường độ công việc so với ngày thứ nhất như thế nào? Tôi cảm thấy là ngày hôm nay được học hỏi rất là nhiều và tôi cảm thấy rất là tự hào về đội của mình vì ai cũng hoàn thành tốt nhiệm vụ. Và tôi cảm thấy rất là buồn và hổ thẹn với bản thân vì đã không cùng với đồng đội của mình tham gia hết được toàn bộ những nội dung mà đội đã đề ra, và tôi sẽ cố gắng ngày hôm sau khắc phục tốt hơn. Báo cáo hết ạ.